Xin chào các bạn quay trở lại kênh Trẻ Grooming và mình là Hữu Huân. Trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về chủ đề có khá là ít nhưng mà lại được rất là nhiều người quan tâm và bình luận. Đó là skincare routine. Thì đây không phải là một chủ đề mà nam giới có thể chia sẻ quá nhiều như các bạn nữ. Bởi vì giống như bao nhiêu người khác, nhu cầu của mình chỉ đơn giản là một làn da khỏe mạnh, không bị mụn, không bị thâm. Có một thời gian mình cũng tìm hiểu rất là nhiều kênh skincare routine nổi tiếng và thử sử dụng những cái sản phẩm có chứa những cái chất hoạt tính mạnh. Nhưng mà thời gian đó mình lại nhận thấy rằng da mình nó bị da dầu nhiều và cũng sinh ra khá là nhiều mụn. Từ đó mình rút ra một kinh nghiệm, đó là nếu như mà các bạn đầu tư nhiều tiền vào skincare thì các bạn chắc chắn phải bỏ ra thời gian để tìm hiểu, để biết cách sử dụng nó một cách hiệu quả. Càng cần mình phải có những cái bước bảo vệ da tốt hơn trước ánh nắng mặt trời hay những cái tác nhân tiêu cực khác. Vì thế nên mình cảm thấy rằng đây là một cái cuộc chơi mà nó thực sự là không phù hợp với nam giới. Và mình chỉ rút lại skincare routine của mình chỉ đúng 1 cho đến 2 bước cơ bản thôi. Vì thế nếu như các bạn muốn tham khảo quy trình skincare của mình hiện tại thì các bạn có thể tiếp tục xem video. Còn nếu như mà các bạn có những cái nhu cầu cao hơn như một làn da không tì vết hay là chữa một cái bệnh lý nào đó về da thì mình nghĩ rằng video này khó có thể đáp ứng được cho các bạn. Và đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về sức khỏe làn da của mình hiện tại. Ngay lúc này ở trên hình thì mình không sử dụng bất kỳ loại kem nền hay kem che khuyết điểm nào cả. Đây là khuôn mặt mộc hoàn toàn. Và để cho các bạn nhìn rõ hơn thì mình sẽ chụp lại một bức ảnh và zoom gần vào hơn nữa để các bạn có thể quan sát một cách kỹ lưỡng. Các bạn cũng thấy rằng cái làn da của mình chỉ đạt ở mức khá thôi. Nó không thể nào gọi là đẹp hoàn hảo không tì vết được. Để mà đẹp hoàn hảo không tì vết thì mình nghĩ rằng khó có một làn da nào có thể đạt được như vậy, trừ phi là make up và trang điểm. Ok, và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu ngay về quy trình skincare routine của mình nhé. Thì bây giờ mình sẽ buộc cái tóc của mình lên trước để cho nó đỡ vướng các bạn ạ. Thì như mình có chia sẻ là khoảng hơn 2 tháng gần đây mình chỉ sử dụng đúng sữa rửa mặt trước khi đi ngủ thôi. Gần đây mình mới đổi sang một cái loại sản phẩm mới để cái việc rửa mặt nó trở nên tốt hơn. Thì đó chính là Fit Active Facial Cleanser. Không biết là mình đọc đúng không? Đầu tiên thì đây là một cái sản phẩm không giống với sữa rửa mặt thông thường. Với những cái sữa rửa mặt thông thường ấy thì nó là những cái dạng mà chúng ta hòa tan với nước, đánh ra bọt xong rồi bôi lên trên mặt đúng không? Thì đây là một sản phẩm có dạng gel. Đây, có thể cho các bạn xem. Mỗi lần mình lấy ra thì nó như thế này. Đó, và nó mình có thể bôi trực tiếp lên trên da mặt như thế này. Mình sẽ để nó đều ra các điểm. Tiếp theo đó mình sử dụng máy rửa mặt Foreo. Cái Foreo này ấy, các bạn mua cũng được mà không mua cũng chả sao. Các bạn thừa tiền rồi, các bạn lười rửa mặt bằng tay thì các bạn mua và mình được tặng. Mình cứ massage mặt đều đặn như thế này thôi và nó không hề ra bọt. Các bạn thấy không? Nó không có hề có bọt. Điểm đầu tiên mà mình có thể nói về sản phẩm này, nó không chứa bất kỳ một cái chất tạo bọt nào và làm mất đi cái lớp màng bảo vệ da tự nhiên, cái lớp dầu bảo vệ da tự nhiên. Sau khi mà rửa mặt xong bằng máy rửa mặt thì lúc này mình có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên đấy là mình sẽ rửa lại mặt bằng cách sử dụng nước ấm. Sau đó mình sử dụng bông tẩy trang để lau khô khuôn mặt mình và lúc này làn da của mình đã sẵn sàng để sử dụng kem dưỡng ẩm. Hoặc nếu như mình không sử dụng nước ấm, mình có thể sử dụng một cái tấm khăn ướt như thế này và sau đó mình lau nhẹ để lau hết đi cái gel ở trên mặt mình. Phải nói là cái cách skincare như thế này nó rất là tiện, nó rất là tuyệt vời các bạn ạ. Vậy là mình đã rửa mặt xong rồi các bạn ạ. Quá là đơn giản đúng không? Ngay lúc này là mình đã có thể đi ngủ luôn. Hàng ngày mình skincare chỉ có như thế rồi các bạn ạ. Vào những ngày cuối tuần mình có nhiều thời gian rảnh ý, để chăm sóc bản thân thì mình sẽ sử dụng thêm kem dưỡng ẩm. Mùa hè thì mình chỉ sử dụng dưỡng ẩm vào 1-2 ngày mỗi tuần thôi. Tại vì mùa hè mình thấy là da mình không bị thiếu độ ẩm. Nhưng mà trong mùa đông thì da mình rất là hay bị bong chóc. Thế nên là mình sẽ sử dụng nhiều hơn cái này vào mùa đông nhé các bạn. Thì cái dưỡng ẩm này ấy, như các bạn có thể thấy này, nó là một cái dạng kem đặc.
theo mình thấy dưỡng ẩm ngon hay không thì nó nằm ở cái phần khả năng thẩm thấu. Và sản phẩm này là dạng serum nên nó thẩm thấu rất nhanh. Tuy chất kem đặc nhưng nó có khả năng thẩm thấu còn nhanh hơn cả một số loại kem dưỡng ẩm mình cũng từng dùng trước đây. Ngoài cái công dụng dưỡng ẩm làm cho da mình nó căng mọng, nó sáng hơn vào ngày hôm sau, thì nó cải thiện đồng đều mọi thứ ở trên làn da của mình. Và cuối cùng thì nhu cầu skincare routine cơ bản của một thằng con trai, mình nghĩ rằng nó chỉ ở mức như thế thôi. Đấy, và sau cái quãng thời gian hơn một năm vừa rồi trải nghiệm các loại mỹ phẩm thì mình nghĩ rằng tốt nhất là mình nên sử dụng một cái quy trình skincare routine như thế này. Nó không tốn quá 5 phút mỗi ngày và nó đáp ứng được cho mình những cái nhu cầu cơ bản là một cái làn da mà mình vẫn có thể tự tin để mà quay những cái video về làm đẹp cho nam. Chốt lại cái vấn đề là các bạn có nên mua những cái sản phẩm mà mình giới thiệu trong video ngày hôm nay không? Nó khác gì so với sữa rửa mặt thông thường, mình sẽ cho các bạn 4 điểm này trước khi quyết định là mình có nên thử trải nghiệm một cái dạng rửa mặt mới hoàn toàn này. Đầu tiên thì sản phẩm này không chứa bất kỳ một chất tẩy hay là chất tạo bọt công nghiệp như là sulfate. Vì thế nên nó không lấy đi cái lớp màng lipid bảo vệ tự nhiên ở trên da của chúng ta. Khi rửa xong thì mình cảm nhận thấy da sạch, thoáng và mềm mịn chứ không bị khô căng giống như sữa rửa mặt thông thường, mà trong khi đấy là mình chưa sử dụng kem dưỡng ẩm. Vậy thì các bạn sẽ tự hỏi rằng sử dụng cái này có sạch sâu được như sữa rửa mặt hay không? Thì mình và các bạn hãy cùng kiểm tra bằng cách sử dụng một cái miếng bông này cùng với cả nước tẩy trang. Một, hai, rồi. Và bây giờ mình sẽ lau nhẹ qua khuôn mặt mình. Đấy. Và các bạn có thể quan sát là miếng bông hoàn toàn trắng tinh. Đó, cái sản phẩm này mình có thể sử dụng nó như một cái bước tẩy trang ấy. Và da mặt mình nó sạch luôn các bạn ạ. Nó là sữa rửa mặt nhưng mà có khả năng tẩy trang, có khả năng rửa trôi cả kem chống nắng. Và nó chả khác gì hai bước gộp vào một. Coi như là mình sử dụng tẩy trang trước khi đi ngủ và như thế là xong. Điểm thứ hai đó là trải nghiệm ở trên da sau khi rửa mặt. Khi mà mình chỉ sử dụng đúng sữa rửa mặt sau đó mình đi ngủ ấy, thì vào sáng hôm sau mình cảm thấy da mình đổ ra khá là nhiều dầu. Cái da mình nó bị mất đi cái lớp dầu nhờn, cái lớp lipid. Thế nên là nó kích hoạt, nó bắt cho cái tuyến dầu nó phải hoạt động để nó cân bằng cái lượng dầu nhờn ở trên bề mặt da. Nhưng mà cái sản phẩm này nó rất hay, nó rất đặc biệt ở cái chỗ là mình rửa mặt xong mình vẫn cảm thấy da mình sạch sẽ và khô thoáng. Nhưng thức dậy vào sáng hôm sau mình không cảm thấy da mình nó bị đổ dầu. Thì mình nghĩ rằng nó không ảnh hưởng đến cái lớp lipid ở trên da này. Tự cái da mình nó cân bằng cái lượng dầu nhờn tự nhiên ấy. Thế nên là nó không đổ thêm dầu nữa. Và điểm thứ ba mà các bạn có thể vừa quan sát thấy đó là sản phẩm này rất tiện lợi. Mình thậm chí có thể rửa mặt mà không cần nước. Nghĩa là trong bất kỳ một trường hợp nào mình đi công tác hay đi dã ngoại mà mình giả sử mình không có nước để rửa mặt thì mình vẫn có khả năng làm sạch khuôn mặt của mình. Và điểm thứ tư mà các bạn nên quan tâm ở sản phẩm này đó là thành phần hoạt tính. Ở trong sản phẩm này có một thành phần hoạt tính có khả năng chống lại tia sáng xanh. Và điều này rất thích hợp đối với những người mà làm việc trên 10 tiếng mỗi ngày với máy tính giống như mình. Bởi vì tia sáng xanh sẽ làm sản sinh ra các gốc tự do. Và những cái gốc tự do này ấy, nó sẽ phá hủy những cái tế bào da. Nó khiến cho da của chúng ta nhanh bị già, nhanh bị lão hóa hơn. Thì ngay bản thân trong cái sản phẩm này là dạng làm sạch sữa rửa mặt, nhưng nó lại cung cấp một cái thành phần rất là đặc biệt để bảo vệ da khỏi tia sáng xanh. Nghĩa là chống lão hóa và khiến cho làn da của chúng ta được trẻ khỏe lâu hơn. Thôi thì đằng nào đây cũng là một cái sản phẩm mà nó quá mới lạ, nó vừa mới xuất hiện ở trên thị trường thôi. Thế nên là sẽ có rất là ít những cái thông tin, những cái đánh giá thực tế về nó ở trên nhiều loại da khác nhau. Và có thể ở trên làn da của mình thì nó tuyệt vời như vậy thật. Nếu như mà các bạn nào có điều kiện và mua sắm thì hãy quay lại video này và feedback một chút để cho mình xem rằng cái trải nghiệm của các bạn như thế nào, để giúp cho những cái người khác có thể cân nhắc kỹ hơn. Chỉ có điểm yếu duy nhất thôi là giá nó cao. Còn cái thứ hai đấy là Fit, serum dưỡng ẩm Fit. Thì đây cũng là một cái dòng sản phẩm dưỡng ẩm mà chúng ta nên cân nhắc. Cái điểm yếu duy nhất của cái này cũng là giá cao. Nên là hàng cao cấp mà, đâu có gì phải lo.
lo mũi là tiền không đủ rồi. Và quy trình skincare routine của mình đến đây là kết thúc. Rất là hy vọng rằng nó có thể giúp ích được cho các bạn. Tổng quát lại, mình thấy rằng với một người con trai, skincare đơn giản, cơ bản là tốt nhất. Nếu như các bạn muốn nâng cấp hơn nữa, các bạn hãy cân nhắc đến những cái điều sau. Thứ nhất là phải tìm được cái sản phẩm phù hợp với làn da của mình. Cái thứ hai là các bạn phải có kiến thức, các bạn phải chăm tìm hiểu về cách sử dụng skincare như thế nào cho nó phù hợp. Rất mong là những cái ý kiến từ cá nhân mình có thể giúp ích được cho các bạn. Video của chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn muốn tham khảo những cái sản phẩm mà mình có sử dụng trong video này, mình sẽ để link dưới phần mô tả. Hãy ấn nút đăng ký kênh Chef Rooming và tiếp tục đồng hành cùng mình trong việc làm đẹp cho bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số tiếp theo nha.